lạnh hay là nước lạnh da Karen nha. Nước lạnh da Karen mới xăng ra, mới xăng 1.6 da Karen. Karen nó có hai đời, hay một là máy xăng, một là máy dầu. Lốc này lốc của máy xăng nha, lốc lạnh da Karen 2010 2012, 2014, 2016 da Karen. Máy xăng 1.6. Rồi